Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bước vào buổi pháp thoại sáng hôm nay, xin đại chúng đạo tràng chúng ta chắp tay trang nghiêm để niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh đại đức giảng sư an tòa. Quý Phật tử chúng ta ngồi xuống. Trước khi nhường lại microphone cho đại đức giảng sư thì cũng xin được giới thiệu một chút xíu đến với toàn thể quý đồng hương Phật tử. Có thể các anh chị em Phật tử mình đã biết đại đức Thích Tâm Tiến qua trên mạng YouTube, và cũng có một số bác cô chú không có xài internet thì sẽ không biết. Do đó thầy cũng xin giới thiệu ở đây trên này trước mặt của các Phật tử đồng hương là đại đức Thích Tâm Tiến, một người tăng sĩ trẻ thế hệ của sau này và một tài năng của Phật giáo chúng ta. Thầy là đạt học bổng toàn phần của Đại học Harvard tại Boston, đã trang cho một tràng pháo tay. Thầy đang du học tại Đại học Harvard của Boston, và hôm nay thầy đã có những ngày nghỉ cho nên đã qua đây đến tại Cali chúng ta để chia sẻ và gặp gỡ đồng hương Phật tử trong những ngày mùa Phật đản này, và không làm mất thời gian của đại đức cũng như là của cái Phật tử. Bây giờ xin nhường lại microphone cho đại đức đến với đạo tràng chúng ta. Đạo tràng cho một tay thiệt lớn để đồng hậu cung đón đại đức giảng sư A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên hòa thượng trụ trì chùa Huệ Quang. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng con được duyên lành về đây chia sẻ Phật pháp với đại chúng. Lời đầu tiên, chúng con xin nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho hòa thượng cùng chư vị tôn đức, pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể đại chúng có một ngày Phật đản nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con là người miền Trung cho nên nói giọng miền Trung, quý vị hoan hỷ lắng nghe, bởi vì đôi khi có một số quý vị không nghe giọng miền Trung được á, cho nên sau một buổi giảng nói nãy giờ ông thầy nói gì tôi chẳng hiểu gì hết, thì quý vị cố gắng lắng nghe. Thì hôm nay chúng ta vân tập về chùa Huệ Quang để làm lễ Phật đản. Trời thời tiết thì khá lạnh, nhưng mà quý bác lớn tuổi và quý Phật tử đã dành thời gian về đây để tham dự ngày lễ này. Là người con Phật, chúng ta nhớ đến Đức Phật và chúng ta tập trung về đây để kỷ niệm ngày Phật ra đời, thì đó là một cái niềm hạnh phúc cho chúng ta, và cũng là sự tinh tấn của người Phật tử. Bởi vì nếu mà trời lạnh như thế này á, mà ở nhà mà trùm cái mền lại ngủ á, thì nó rất là hạnh phúc phải không ạ? Nhưng mà chúng ta lại
viết trở về đây chịu được cái lệnh này và cùng ngồi tu tập với nhau như thế này, đó là một điều rất là đáng quý. Và Tâm Tiên xin hoan hỷ cùng quý vị và xin chúc cho quý vị luôn luôn được có sự tinh tấn và dũng mãnh như thế này. Dạ, kính thưa đại chúng, thì khi mà chúng ta trở về đây để dự lễ Phật đản, nói cho nó hay theo ngôn ngữ của nhà Phật, đó là lễ Phật đản. Còn mình nói theo ngôn ngữ của người đời á, thì hôm nay là chúng ta đến dự cái lễ sinh nhật, phải không ạ? Bởi vì ngày Phật ra đời là ngày sinh nhật, ngày sinh nhật của Phật. Thì hôm nay chúng ta về đây dự lễ sinh nhật. Thường á, khi chúng ta về chùa tu tập á, thì chúng ta phải trang nghiêm, phải thành kính. Nhưng mà ngày hôm nay, ngoài cái sự trang nghiêm và thành kính ra, thì chúng ta còn có thêm được cái sự hạnh phúc và vui vẻ. Bởi vì khi mà chúng ta dự lễ sinh nhật á, thì chúng ta có ai mà đi dự lễ sinh nhật mà đem cái mặt, gọi là người Việt Nam chúng ta gọi là mặt đưa đám để đi không? Dạ không, phải không ạ? Cho nên khi mà thường chúng ta đến một cái chỗ vui thì chúng ta đem cái niềm vui tới để gọi là chung vui, chung vui. Thì hôm nay là cái ngày đó, cho nên mặc kệ trời lạnh, chúng ta cùng tới đây chung vui và với toàn thể mọi người, với chùa Huệ Quang. Thì cái lễ Phật đản còn được gọi là ngày lễ Vê Sắc. Vê Sắc dịch theo tiếng Việt gọi là lễ Tam Hợp, là mình tổ chức ba ngày lễ, ba sự kiện quan trọng của Đức Phật một lần trong một ngày này. Ngày đầu tiên, lễ đầu tiên đó là lễ Phật thành vệ Phật xuất gia, đó là cái sự kiện quan trọng. Cái sự kiện quan trọng đầu tiên đó là sự kiện Phật ra đời, đó là ngày đản sinh. Cái sự kiện thứ hai đó là sự kiện Phật thành đạo, và sự kiện thứ ba đó là sự kiện Phật nhập niết bàn. Đó là ba sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật, trong cuộc đời của Đức Phật mà chúng ta tổ chức, chúng ta kỷ niệm ngày hôm nay. Xin đừng nhắc lại, đó là ba cái sự kiện quan trọng, là đản sinh là ngày Phật sinh ra, thành đạo là ngày Bồ Tát Tất Đạt Đa trở thành Phật, và cái sự kiện cuối cùng đó là sự kiện ngày Đức Phật nhập niết bàn. Ba sự kiện quan trọng đó, mỗi con người chúng ta đều có những sự kiện quan trọng trong cuộc đời. Chúng ta ai cũng có cái ngày sinh, và ai cũng sẽ có ngày mất. Đó là những sự kiện mà chúng ta phải trải qua. Nếu mà chúng ta không có ngày sinh thì chúng ta không có ngồi ở đây. Và chúng ta ai cũng phải nhớ rằng mỗi người rồi sẽ có ngày mất. Nhưng mà Đức Phật cũng vậy. Đức Phật ngài có ngày sinh, và Đức Phật cũng có ngày mất. Ngày mất của ngài là ngày nhập niết bàn. Chúng ta có ngày sinh, ngày mất. Nhưng mà quý vị có để ý là trong cái ngày hôm nay, ngoài cái việc tổ chức ngày sinh và ngày mất của Đức Phật, chúng ta còn có cái ngày Phật thành đạo. Đó là từ khi ngài sinh ra cho tới khi ngài mất đi. Ở giữa đó là có sự kiện là ngài thành đạo. Còn chúng ta, khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta mất đi, ở giữa, khoảng giữa đó, cuộc đời chúng ta ở giữa có cái sự kiện gì quan trọng, và chúng ta học được cái gì từ cái việc mà từ khi sinh ra cho đến khi mất đi, Đức Phật có cái sự kiện thành đạo ngay ở trong cuộc đời của ngài. Thì theo Tâm Tín nghĩ rằng đó là từ khi
mình sinh ra. Và đến khi chúng ta mất đi, chúng ta có khả năng, chúng ta có khả năng như Đức Phật. Bởi vì Đức Phật dạy rằng á, Ngài là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Thì Ngài cho chúng ta một cái khả năng là ai cũng có khả năng thành Phật. Nhưng mà đôi khi cái việc thành Phật nó cao xa, nó khó quá. Chúng ta cảm thấy rằng chúng sinh nghiệp nặng quá, cái việc thành Phật khó quá. Thì nếu chúng ta không thành được như Phật, Phật thành Phật là 10 phần, thì chúng ta là chúng sinh thì chúng ta có thể thành Phật được 1 phần. Như thế nào gọi là thành Phật được 1 phần? Thành Phật 1 phần có nghĩa rằng, bởi vì khi thành Phật đó là Ngài giải thoát, phải không ạ? Ngài giải thoát, giải thoát khỏi những khổ đau. Ngài giải thoát được 10 phần á, thì ít ra chúng ta là người con Phật, chúng ta giải thoát được 1 phần, 2 phần. Ví dụ chúng ta đi chùa, chúng ta có những buổi lễ như thế này vui vẻ ha. Và thường á, mà các chùa mà quý Phật tử nghe pháp ở trong chánh điện á, mà đi, khi mà chúng ta vào chánh điện thì chúng ta phải bỏ dép ra ngoài, phải không ạ? Đó là cái truyền thống của người Việt Nam chúng ta, để tôn trọng cái chỗ trang nghiêm, chúng ta bỏ dép bên ngoài. Nhưng mà khi đi vào nghe pháp xong, chúng ta bước ra, chúng ta bị mất đôi dép. Có thể ai đó đi lộn, hoặc là đi nhầm, hoặc là như thế nào đó mà chúng ta bị mất đi đôi dép của mình. Rồi chúng ta có buồn không? Đôi dép mới mua thì cũng buồn, phải không ạ? Bởi vì hôm nay mình đi lễ, mình chọn đôi dép, đôi giày đẹp nhất, mà tự nhiên đi vào lễ Phật, đi ra thấy bị mất đôi dép, chúng ta buồn. Thì chính cái đôi dép là cái niềm hạnh phúc của mình, mà khi chúng ta mất nó đi, nó lại trở thành cái sự đau khổ, cái nỗi buồn của mình. Là bởi vì lúc đó chúng ta không có giải thoát được khỏi đôi dép đó. Nhưng mà nếu chúng ta muốn giống như Phật, muốn giống một phần nào đó của Phật, thì khi bước ra, lỡ như chúng ta có bị mất đôi dép đó, chúng ta nói, nếu mình vướng mắc vào đôi dép này thì mình sẽ đau khổ, bây giờ mình giải thoát khỏi nó đi, mất thôi, mình về mua dép mới mình mang, có gì đâu. Tự nhiên mình giải thoát đó là mình nhẹ nhàng bớt á, thì mình đã giải thoát được một phần, đã giống như Phật được một phần. Đó là những cái nhỏ trong cuộc đời để mình giải thoát. Thì chúng ta bắt đầu thực tập từ những cái việc nhỏ như vậy đó. Bắt đầu thực tập từ những việc nhỏ như vậy, để khi những cái lớn, khi mà nó xảy ra đó, thì chúng ta mới làm được. Chứ mình nói thôi bây giờ mình đang hạnh phúc, mình đang vui vẻ, để khi nào mình khổ rồi mình hãy tu, thì lúc đó thì sẽ sợ rằng là mình, nó quá muộn rồi, phải không ạ? Cho nên chúng ta cần phải thực tập từ những cái nhỏ bây giờ. Đó là cái khả năng mà từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta mất đi. Trong cái khoảng thời gian chúng ta sống, chúng ta có những khả năng để thành một bậc như Đức Phật. Có thể chúng ta không hẳn 100% là như Ngài, nhưng mà chúng ta có khả năng tự giải thoát cho mình, giải thoát khỏi những phiền não, giải thoát khỏi những khổ đau. Và quý vị thấy trước khi mà Ngài thành đạo đó, trước khi mà Đức Phật thành đạo, thì Ngài có trải qua một thời gian tu tập là tu tập khổ hạnh 6 năm, phải không ạ? Nếu mà chúng ta đọc vào lịch sử thì trong lịch sử ghi rằng trước khi mà Ngài thành đạo thì Ngài trải qua thời gian tu tập 6 năm khổ hạnh. Và cái khổ hạnh đó nó không có đưa đến sự giải thoát. Coi như là 6 năm thực hành đó
nếu mà nói thẳng ra là vô ích. Nhưng mà Ngài không có giấu, Ngài không có che giấu đi những cái sự thực tập vô ích đó. Và trong kinh điển Ngài kể rất là rõ ràng về 6 năm mà Ngài tu khổ hạnh một cách vô ích như vậy. Nhưng mà đối với tâm địa nghĩ rằng á, thời gian thực tập 6 năm đó, thực chất đó là cái quá trình mà nó rèn luyện cái thân thể của Ngài, rèn luyện cái thân thể của Ngài, để cho Ngài có khả năng sau khi 6 năm Ngài nhận ra rằng Ngài thực tập khổ hạnh không bao giờ đưa đến sự giải thoát, cứu cánh. Cho nên nhờ 6 năm đó mà Ngài có được khả năng để ngồi một lúc 49 ngày liên tục dưới cây bồ đề quán chiếu để thấy được đạo giải thoát. Cái gì cũng cần phải có sự chuẩn bị thưa quý vị. 6 năm khổ hạnh đó là sự chuẩn bị của Đức Phật để Ngài có được cái sức khỏe, cái cơ, sự chuẩn bị thực tập của vật lý đó, về cơ thể Ngài đó. Thì Ngài chuẩn bị đó để khi mà nhìn ra được rằng trong vòng 6 năm đó sự thực tập khổ hạnh không đó chẳng đem lại lợi ích gì, nhưng mà nó lại là những bước đầu để cho Ngài tiến xa hơn trong con đường đi tìm chân lý của mình. Thì cũng giống như những, nếu mình liên kết tới cuộc sống của chúng ta thì chúng ta cũng thấy như vậy. Một người, ví dụ chúng ta sống ở cái môi trường không khí nó lạnh quen rồi đó, thì khi chúng ta gặp cái lạnh á, chúng ta thấy bình thường. Chứ còn nếu mà quý vị sống ở môi trường nóng, mà khi mà chúng ta cho vào một cái môi trường lạnh á, thì bắt đầu cơ thể chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Giống như Tâm Tiến sống ở học ở Boston, thì quý vị biết bên Boston rất là lạnh, rất là lạnh. Cho nên khi qua Cali đó, cái thời tiết lạnh như thế này nó không có thực sự làm mình khó chịu, bởi vì mình sống ở cái nơi lạnh quen rồi. Thì cũng như vậy, chúng ta, cái cơ thể chúng ta phải có sự chuẩn bị, phải có sự thực tập, thì khi cái hoàn cảnh nó đến thì chúng ta mới có được khả năng vượt qua nó dễ dàng. Thì 6 năm khổ hạnh Ngài tu tập coi như đó là sự chuẩn bị, sự rèn luyện của bản thân, của cơ thể vật lý, để khi Ngài ngồi thiền 49 ngày dưới cái bồ đề, Ngài có được khả năng cho cơ thể của Ngài ngồi một chỗ như vậy, không có bị đau nhức như trước nữa, thì Ngài mới tập trung vào cái tâm của mình, tập trung vào quán chiếu để nhận ra được cái đạo giải thoát. Thì trong cuộc đời của Đức Phật chúng ta thấy, và cái ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm lễ Phật đản sinh, thành đạo và niết bàn, coi như là một lời nhắc nhở cho mình rằng mỗi người chúng ta khi sinh ra và khi mất đi, chúng ta có cái khoảng giữa đó, thì chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta giống Phật một chút nào đó. Ngài thành đạo được, nhưng chúng ta cũng có thể giải thoát được một phần trong cuộc sống của mình, cho cuộc sống mình nó bớt đi cái khổ, thêm nhiều niềm vui. Thì đó là cái thông điệp mà Tâm Tiến nghĩ cái ngày lễ tam hợp, khi chúng ta kết hợp ba ngày lễ này chung một lần. Và trong cái ngày lễ Phật đản sinh đó, mọi người chúng ta sẽ được làm nghi thức lễ tắm Phật. Tắm Phật, theo quý vị thì ở cái bức tường ở trước mặt mình ở đây, bức tường em bé này, đây là một em bé thôi phải không ạ? Bởi vì khi sinh ra chưa nói tới Đức Phật, chưa nói tới em bé này sau này sẽ thành Phật nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn vào cái tường này thì chúng ta thấy rằng đây chỉ là một baby, một em bé thôi. Và khi những bà, những cô, những bác mà đã từng làm mẹ rồi đó, đã từng có em bé rồi đó, thì chúng ta cái việc mà tắm cho một em bé thì chúng ta phải tắm một cách nhẹ nhàng, phải thử có cái nước nó
có đủ ấm hay chưa, rồi khi chúng ta tắm lên chúng ta phải lau cho nhẹ nhàng chứ không là nó đau, và chúng ta sợ, chúng ta nâng niu đứa bé đó cẩn thận lắm. Tâm điện cũng có thấy khi mà người ta tắm cho một em bé mới sinh ra đó, họ làm rất là cẩn thận, họ sợ em bé đó bị tổn thương, phải không ạ? Đằng này đây là một em bé mà sau này nó sẽ thành gì, thành Phật, thì chúng ta tắm một em bé mà chúng ta biết rằng sau này em bé này sẽ thành Phật, thì cái sự nâng niu và sự kính trọng nó phải lớn gấp mấy trăm lần là chúng ta tắm một em bé bình thường. Cho nên khi mà quý vị múc một gáo nước rưới lên thì chúng ta cần phải dốc hết thành tâm, dốc hết cái tâm tư nguyện vọng của mình rưới nước lên, mình tắm cho em bé này, và chúng ta đang đặt những phẩm chất cao quý, chúng ta đang tiếp sức cho một em bé, và sau này em bé đó sẽ thành Phật, sẽ mang giáo lý, sẽ mang những lời hay, sẽ mang những cái trí tuệ tới cho muôn loài, thì cái công đức đó nó vô lớn, vô cùng lớn đó quý vị. Chúng ta chưa biết rằng một em bé nó có thành Phật hay không, mà chúng ta đã nâng niu như vậy rồi, huống hồ là một em bé như thế này có những phẩm chất. Và khi chúng ta rưới nước lên, chúng ta rưới những phẩm chất cao quý lên, và chúng ta đang tiếp sức cho em bé này để sau này nó trở thành một vị Phật. Và quý vị nghĩ rằng khi mà chúng ta giúp đỡ ai trở thành một vị Phật thì cái phước của mình, cái công đức của mình có lớn không? Vô cùng lớn. Đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ tắm Phật để có hình thức không, nhưng mà đó, đằng sau việc làm đó là có một cái ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đơn giản là vì thái tử này sau này sẽ thành Phật, và vì Phật này mang cái giáo pháp đến cho muôn loài, cứu khổ không biết bao nhiêu người. Giống như một ví dụ rất là đơn giản, khi mà chúng ta tới chùa, chúng ta cúng dường vào để chùa xây dựng cái chánh điện, thì chúng ta biết rằng mặc dù công sức, cái tiền bạc chúng ta nhỏ, nhưng mà chúng ta góp sức vào xây dựng cái chánh điện này để người ta tới tu tập. Mà những người tới tu tập mà được hạnh phúc đó, an lành đó, thì cái công đức của chúng ta vô cùng lớn. Cái chùa này có thể chỉ có sức ảnh hưởng ở vùng này thôi, mà công đức đã lớn như vậy rồi, huống gì là một em bé, một vị Phật, và cái giáo pháp của Ngài lan tỏa khắp muôn nơi, thì cái công đức của chúng ta lại vô cùng lớn. Giống như khi quý vị đặt một hạt giống xuống đất để chúng ta trồng, và hạt giống đó nó lớn lên thành một cái cây. Nếu mà muốn cái cây đó phát triển thì chúng ta phải có đất, nước, ánh nắng và công sức. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta là người tạo nên cái cây đó, mà chúng ta chỉ góp sức vào để cho cây đó phát triển mà thôi. Cây đó muốn phát triển được thì có rất là nhiều điều kiện tốt, chúng ta đã góp sức vào đó. Thì trong tất cả chúng ta ở đây, khi chúng ta mỗi người rưới lên những giọt nước tắm cho Đức Phật, tắm cho vị thái tử nhỏ này, thì chúng ta cũng là người góp sức vào con đường hoằng đạo, con đường giác ngộ, và cái con đường của ánh sáng mà Ngài đã mang đến cho rất là nhiều người ở khắp năm châu bốn biển. Chúng ta là những người có công sức ở trong đó, thì Tâm Tiến nghĩ rằng cái phước báo của chúng ta không thể nào tính đếm được.
Đó là một ý nghĩa của việc tắm Phật. Cái ý nghĩa thứ hai đó là chúng ta nhìn rằng, chúng ta phải suy nghĩ rằng tại sao chúng ta lại phải tắm. Mỗi người chúng ta thôi, tại sao mỗi ngày chúng ta tắm? Tắm cho nó sạch sẽ, thoải mái, phải không ạ? Khi chúng ta đi làm về mệt á, chúng ta bước vào tắm cái tự nhiên ra nó khỏe đi. Thì cũng vậy, khi mà cái tắm ở đây là tẩy rửa đi những cái bụi bẩn, cái phiền não, cái nhiễm ô trong tâm của chúng ta. Đó là cái chính nha. Chứ còn trời lạnh này mà tắm, mấy trăm người, mấy ngàn người mà tắm, một người là cảm lạnh, cái đó là cái hình thức thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa đằng sau đó, đó là tẩy rửa đi những cái phiền não, cái nhiễm ô trong tâm của chúng ta, những cái đau khổ trong tâm chúng ta. Đó là ý nghĩa đằng sau đó. Chứ còn nếu mà chúng ta nói mình tắm Phật để làm sạch Đức Phật thì chắc không có ý nghĩa được bao nhiêu. Mà chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa đằng sau đó. Thứ nhất là chúng ta đang góp phần của mình, góp sức của mình vào để tạo dựng ra một vị Phật trong tương lai. Và thứ hai là chúng ta tẩy rửa đi những đau khổ, những phiền não trong tâm của chúng ta, những tham dục, những tâm hình xấu của chúng ta. Và một điều mà chúng ta cũng cần lưu ý cho những người gọi là người con Phật, khi chúng ta tổ chức những ngày lễ như thế này, đó là chúng ta nhắc nhở bản thân mình rằng mình là con Phật thì mình phải giống Phật. Trong dân gian có câu đó quý vị, đi với Phật thì mặc áo cà sa. Cái còn cái câu sau thì mình không nói, vì mình không muốn đi với ma làm chi, mình đi với Phật thôi. Tại sao mình đi với Phật thì mình phải giống Phật? Cái việc mặc áo cà sa hay là mặc áo tràng đó là mình phải giống. Cái quan trọng là giống ở trong tâm trước, nhưng mà giống ở cái mặc áo này là sự thể hiện cái việc giống ở bên ngoài nữa. Giống ở bên ngoài, cái tâm và cái tướng, hai cái đó phải giống Phật. Chứ đôi khi chúng ta nói cái tâm tôi tốt lắm, nhưng mà đôi khi tôi nói tầm bền bà vậy đó, nhưng mà tâm tôi tốt. Mình tu là mình phải giống trong tâm. Tâm tốt thì luôn luôn phải nói lời tốt và việc làm tốt. Chứ mình không thể nhìn một người hay trộm cắp, hoặc là người hay sân si, hay thể hiện ra sự sân si, mà lại nói rằng tâm tôi tốt lắm, tôi hay chửi người ta vậy nhưng mà tâm tôi tốt. Cái đó khó mà chấp nhận được. Bởi vì nếu mà cái tâm mình tốt á, thì cái thể hiện ra bên ngoài phải tốt. Thì đó là cái ý nghĩa là mình đi với Phật thì mình phải mặc cái áo cho giống Phật. Mình thể hiện cái hành vi của mình cho giống Phật. Chứ còn mình đừng có chỉ đem cái tâm ra nói thôi á, thì không ai chứng minh được cho mình cả. Mà như vậy đôi khi mình lại nói không đúng. Thương chúng ta vậy đó, là tôi nói vậy chứ tôi không có ý vậy đâu. Nếu mà không có ý thì đừng có nói. Thương người ta có ý người ta mới nói, chứ còn không có ý thì người ta tại sao mình không nói những lời dễ thương cho họ nghe, có mất mát gì đâu. Tại sao không thể hiện cái đẹp ra cho họ thấy, đâu cần phải nói rằng là tâm tôi tốt mà cái lời nói tôi xấu. Như vậy nó tâm và hành nó không tương ưng. Thì đó là bởi vì Tâm Tiến chỉ có khoảng nửa tiếng để chia sẻ Phật Pháp với đại chúng thôi. Và Tâm Tiến nghĩ rằng quý vị cũng thường xuyên nghe Pháp, thường xuyên tìm hiểu lời Phật dạy, thường xuyên tu tập. Cho nên mình nói ít mà hiểu nhiều. Thì mong rằng trong cái ngày lễ hôm nay tất cả mọi người, cái thứ nhất là chúng ta phải có niềm vui. Bởi vì khi chúng ta tới đây thì chúng ta dự sinh nhật mà. Có thể tới cái ngày lễ Vu Lan á, chúng ta nhớ cha, nhớ mẹ, chúng ta buồn thì không sao.
Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta tới đây chúng ta phải có niềm vui cái đã. Đầu tiên là niềm vui. Niềm vui. Và sau đó chúng ta cùng nhau ngồi lại nói chuyện, chia sẻ một vài lời Phật dạy. Một vài lời Phật dạy để nhắc nhở chúng ta tu tập với nhau. Cái quan trọng của ngày lễ này, thứ nhất là vui, và thứ hai là nhắc nhở với nhau những lời Phật dạy. Chứ nếu mà vui không, vui quá thì cũng không được. Chúng ta phải có những lời sự nhắc nhở, lời Phật dạy, để mỗi ngày chúng ta giải thoát được một tí. Hôm nay giải thoát một thì ngày mai chúng ta giải thoát 1.5 hoặc là 2 hoặc là 3. Thì mỗi ngày chúng ta nghe thì coi như mỗi ngày chúng ta giải thoát. Có người nói rằng cái tấm hồ như là cái rổ á, nước mà đổ vào thì nó chảy ra hết trơn. Giống nghe pháp rồi nghe bên tai này nó chảy qua bên tai kia. Nhưng mà ta tiện nghĩ rằng á, nếu mình nghe nhiều á, có thể mình không có giữ được bao nhiêu. Nhưng mà khi mình cứ đổ nước vào thì cái rổ mình nó sạch. Đúng rồi, khi mình đổ nước vào thì cái rổ mình nó sạch. Càng ngày cứ đổ vào đi, cứ nghe đi. Có thể mình không có tu được như Phật, nhưng mà mình tu được chút nào thì mình hay chút đó. Mình tu được chút nào thì mình giải thoát được chút đó. Bởi vì bình của chúng sinh thì nhiều, không thể 1-2 ngày, 1-2 năm mà có thể chữa hết được. Cho nên mỗi cái lễ chúng ta về chùa, chúng ta nghe lời Phật dạy để nhắc nhở nhau tu tập, như vậy là quý hóa rồi. Và hơn nữa thì mùa hè ở đây mà lại còn lành như thế này, và quý vị dám hy sinh một buổi sáng của mình để tới đây cùng nhau ngồi lại chịu cái lành và tổ chức cái ngày lễ Phật đản thật là trang nghiêm, thật là thanh tịnh, thì Tâm Tiến thấy đó là một niềm khích lệ, một niềm động viên vô cùng lớn cho quý hòa thượng trong ban tổ chức. Và hơn nữa là một điều mà chúng ta cần nhắc nhở với nhau, đó là mỗi người con Phật khi trở lại với ngôi chùa và chúng ta đóng góp công sức của mình vào, đóng góp tình tài của mình vào xây dựng ngôi chùa, xây dựng ngôi Tam Bảo, để cho những người sau này, con cháu của chúng ta có nơi nó nương tựa, có nơi nó quay về, nó tu tập, nó được an lành, nó được hạnh phúc, thì cái công sức và cái công phước báo của chúng ta không thể tính đếm được, nó vô cùng lớn. Và Tâm Tiến cũng xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng trụ trì cùng Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni có một mùa Phật đản vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Xin chúc toàn thể quý Phật tử xa gần được nhiều niềm vui trong ngày Phật đản hôm nay, và quý vị mang niềm vui đó về với gia đình của mình. Chứ có niềm vui thì mình nên chia sẻ, chứ đừng có giữ mình. Mình chia sẻ niềm vui đó cho gia đình của mình, để mọi người trong gia đình của mình đều hưởng được sự an lạc của ngày Đức Phật đản sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đàn xanh đóa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương, thành ca Tỳ La Vê gió reo vui trời hân sáng, người người hân hoan loan tin vui Tấn Đạt Đa Thái Tư ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng con xin lạy Ngài.
đào vàng muôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tình tân quyết đi theo đường chân linh, dù gặp bao nguy nan oan khiên vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quỳ kính. Lâm Tỳ Ni Đức Thế Tôn đàn xanh, đoá vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành Ca Tỳ La Vê gió reo vui trời hứng sáng, người người hân hoan loan tin vui Tấn Đạt Đa Thái Tư ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đào vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy Ngài. Đào vàng muôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tình tân quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quỳ kính. Lâm Tỳ Ni Đức Thế Tôn đàn xanh, đoá vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành Ca Tỳ La Vê gió reo vui trời hứng sáng, người người hân hoan loan tin vui Tấn Đạt Đa Thái Tư ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đào vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy Ngài. Đào vàng muôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tình tân quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quỳ kính.
lâm tỳ ni Đức Thế Tôn đàn xanh, đóa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca tỳ là về gió reo vui trời hứng sáng, người người hân hoan loan tin vui Tấn Đạt Đa Thái Tư ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đào vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng con xin lạy Ngài. Đào vàng muôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tình tân quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng con xin quỳ kính.